Nay mình sẽ hướng dẫn anh em một trang web tải trình tải video Facebook về máy và video YouTube luôn, Instagram luôn trên một trang web này rất là hay. Anh em qua bên Facebook của mình đó. Anh em vô phần video nè, watch video nè. Khoan để mình kiếm video nào ngắn ngắn mình demo cho anh em xem. Anh em thông cảm chờ chút nha. Để mình kiếm video nào ngắn ngắn. Chọn video này đi. Để tránh bản quyền. Rồi anh em bấm nút phần đâu ra đi. Anh em bấm nút chia sẻ nè. Ủa không phải, lộn. Anh em bấm lên nút 3 dấu gạch ở trên cùng nè. Rồi anh em sao chép liên kết nè. Rồi anh em thoát ra đi. Rồi anh em click chiếc phần link mô tả của mình á. Click chiếc phần link mô tả của mình thì nó ra một cái giao diện trang web như thế này nè. Nè. Anh em bấm vào nó bao gạch bên đây nè, nè nó có trình tải xuống YouTube nè, trình tải xuống Facebook nè, trình tải xuống Instagram nè. Mình bấm trình tải xuống Facebook đi. Rồi anh em bắt cái đường link nãy vô. Rồi anh em bấm nút tải về nè. Anh em chờ chút. Tài liệu của bạn đã sẵn sàng để tải xuống. Để tải xuống nhấp chuột phải. Nút tải xuống và chạm giữ màn hình điện thoại và lưu chọn máy. Nè anh em chọn chất lượng nào thì chọn nha. Nè. Mở 4 SD rồi nè. Không có tại về ít đi. Rồi nó sẽ nó ra gì. Anh em bấm vô 3 dấu gạch, anh em bấm nút tải xuống nè, nó tải một tạch rất là mau. Anh em nhớ bấm nút đăng ký và ủng hộ của mình, ủng hộ kênh của mình nha. Hôm qua mình rất cảm ơn anh em. Công mình học mình chia sẻ miễn phí, chỉ mong anh em bấm nút đăng ký. Rồi anh em thoát ra đi, đang tải một tệp rất là mau luôn, 5.7 MB. Anh em chờ chút nha. Anh em tải cái này nó rất là nhà máy, không cần mà tải phần mềm ứng dụng gì trên Facebook chi mất công mệt.
tải video YouTube này nọ, đồ Instagram luôn. Trang web này rất là hay. Anh em nhớ like đăng ký nha. Mình chia sẻ thật lòng luôn, không có ai mà